Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị địa phương báo cáo tình hình nhân viên y tế thôi việc bỏ việc. Nhiều bất cập trong việc phá dỡ công trình vi phạm trật tự 82-84 đường láng. Kể cả bên chỗ đơn vị công ty điện tử ánh sao rồi bên chủ nhà thì đã có những cái cung cấp hồ sơ không đúng, gây cho khó khăn trong việc xác minh. Và vấn đề này thì tôi sẽ tiếp tục kiến nghị với cả các cơ quan chức năng của quận và thành phố. Cần có kế hoạch bảo tồn phục hồi tổng thể cầu Long Biên. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình Chuyển động 365 được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay 29 tháng 6, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã công bố kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ cho công tác phòng chống dịch tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Đà Nẵng, chỉ ra hàng loạt sai phạm trong đấu thầu mua sắm sinh phẩm, thiết bị y tế chống dịch COVID-19 tại đơn vị này, chuyển cơ quan công an điều tra 33 gói thầu có dấu hiệu sai phạm. Theo đó, CDC Đà Nẵng đã sai phạm trong quyết định mua sắm hàng hóa, lập thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không tham khảo giá trúng thầu trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền. Việc xác định giá gói thầu để thực hiện mua sắm cao hơn giá cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thiếu sót trong sử dụng mẫu văn bản, không đầy đủ các nội dung văn bản trình duyệt của trung tâm và báo cáo thẩm định của Sở Y tế, không thể hiện cụ thể tính cấp bách của tình hình dịch, cũng như không nêu cụ thể phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh để xác định số lượng, chủng loại cần mua. CDC cũng không tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt quyết định mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong cùng một văn bản là không đúng quy định. CDC sai sót trong việc thông báo chào giá, chào hàng cạnh tranh, thành phần báo giá, đăng tải thông báo mời chào, tiếp nhận báo giá, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, sử dụng báo giá của các nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ, việc nhà thầu trúng thầu không nộp bảo đảm, thực hiện hợp đồng theo quy định. Hồ sơ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của CDC không đầy đủ các thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, chỉ định thầu rút gọn cho một nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ, vi phạm luật đấu thầu. Hiện nhiều cán bộ cấp cơ sở thành phố Hồ Chí Minh phải gánh vác khối lượng công việc lớn nhưng nhân sự hạn chế, chế độ phụ cấp thấp. Điều này là lý do khiến cho nhiều cán bộ công chức đã phải nghỉ việc vì quá tải. Là công chức phụ trách lĩnh vực tư pháp hộ tịch tại phường Hiệp Bình Chánh đã hơn 3 năm nay. Chị Nguyệt cho biết, công việc của chị hiện mỗi ngày tiếp nhận trung bình khoảng 200 hồ sơ, có ngày cao điểm lên đến 300 hồ sơ. Do số lượng hồ sơ của người dân trong ngày lớn, buộc chị phải làm quá giờ, thậm chí còn mang hồ sơ về nhà để làm, kịp trả cho người dân như đã hẹn. Tình trạng này diễn ra lâu nay khiến chị cảm thấy mệt mỏi. Mình là công chức tư pháp hộ tịch, vừa tiếp nhận hồ sơ hộ tịch, vừa giải quyết, vừa làm xong rồi ký chữ ký và ký xôi bản chính. Và hồ sơ đó, sau giờ qua 5 giờ làm việc mình mới bắt đầu làm hồ sơ, mới giải quyết hồ sơ, cái lượng hồ sơ công dân nộp đến có thể là xuyên đêm, hầu như là thường xuyên như vậy luôn. Và mình phải đem hồ sơ để về nhà giải quyết công việc đó là xuyên đêm luôn. Rồi rất là khó khăn. Tại vì hầu như là mình không chăm sóc được con cái gia đình dài hoài, kéo dài như thế này cũng rất là khó chịu, nên là mình cũng rất là áp lực. Công việc quá tải, không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân gia đình. Đây cũng là thực trạng chung của đa số công chức, cán bộ không chuyên trách đang làm việc ở phường Hiệp Bình Chánh tại các lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, sao y, địa chính xây dựng. Cái lực lượng cán bộ công chức hiện nay thì tại phường cũng rất là thiếu ít và có người nghỉ, cho nên là cái số lượng còn lại cái công việc rất là nhiều, gây rất là áp lực cho cán bộ công chức. Cán bộ đây rất là căng thẳng đối với việc giải quyết hồ sơ, và giải quyết hồ sơ nó quá tải, giải quyết trong ngày xuyên suốt, cũng có đem hồ sơ đi về nhà để tiếp tục để giải quyết cho đối với những hồ sơ có thời hạn. Theo lãnh đạo phường Hiệp Bình Chánh, do địa bàn phường rộng và có số dân trên 107.000 người, năm 2019, phường có 50 cán bộ công chức và cán bộ không chuyên trách, nhưng hiện nay chỉ còn 34 người trên 37 chỉ tiêu được giao. Trong đó, từ năm 2019 đến nay đã có 17 cán bộ nộp đơn xin nghỉ việc. Hiện nay thì các bộ phận của phường cũng đang cố gắng để hoàn thành tốt nhất cái nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên về lâu về dài
thì chúng tôi đề xuất các cấp các ngành từ trung ương đến thành phố xem xét. Đối với công chức thì đề nghị xem xét phân bổ cái số lượng cán bộ công chức cho phù hợp với thực tế của địa bàn, có đặc biệt là xem xét đến yếu tố dân cư, số lượng người dân cũng như là địa bàn phức tạp. Lãnh đạo phường cho biết thêm, mức phụ cấp cho cán bộ cấp cơ sở hiện rất thấp, nhất là cán bộ không chuyên trách, khiến họ không an tâm công tác. Đây là vấn đề cần phải được Ủy ban nhân dân thành phố tính đến để có giải pháp khắc phục. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng cán bộ nghỉ việc hàng loạt hoặc chỉ làm xong nhiệm vụ, ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình viên chức y tế xin thôi việc hoặc bỏ việc. Bộ Y tế cho biết hiện nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, viên chức nhân viên y tế đang gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Cường độ và áp lực công việc cao, cơ sở vật chất của các đơn vị y tế công lập còn hạn chế, môi trường làm việc căng thẳng, mệt mỏi, trong khi đó thu nhập lại bị giảm đáng kể, nhất là tại các đơn vị y tế cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Trong 2 năm vừa qua, đã có nhiều viên chức y tế xin thôi việc hoặc bỏ việc. Để có thông tin phục vụ cho công tác quản lý cũng như có biện pháp duy trì nhân lực y tế cần thiết làm việc tại các cơ sở y tế công lập nhằm đảm bảo nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình viên chức y tế xin thôi việc hoặc bỏ việc và nguyên nhân theo mẫu gửi kèm, thời điểm thống kê từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022. Thưa quý vị, chỉ còn một ít ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước. Với các sĩ tử, 12 năm đèn sách sẽ dành toàn bộ kiến thức có được cho kỳ thi quan trọng này. Dù chương trình học đã kết thúc, nhưng những cô cậu học trò lớp 12 vẫn đang miệt mài ôn luyện, bổ trợ lại toàn bộ kiến thức đã học để sẵn sàng bước vào kỳ thi. Gác lại thời gian vốn để chơi các môn thể thao ưa thích hay đi chơi với bạn bè, Dư Hương Đạt đã dành toàn bộ thời gian của mình để tới trung tâm luyện thi nhằm củng cố kiến thức, làm thêm các dạng đề thi để hy vọng có kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Theo em thì là 12 năm học thì cũng chỉ thi có vỏn vẹn trong vòng 2 ngày thôi. Nên là trong vòng 1 tháng để chuẩn bị cho kỳ thi em đã phải hy sinh rất là nhiều. Như là lúc trước thì em là một người rất là yêu thích bóng rổ ở trường. Nhưng mà 1 tháng gần đây thì em đã phải hy sinh gọi gần như là hầu hết tất cả mọi thời gian chơi bóng rổ, hoạt động thể thao, cả đi cà phê với bạn bè, chỉ để tập trung ôn luyện ở trường và đến các lò luyện trung tâm như là trung tâm của thầy Cường. Ngoài ra là em cũng dành khá là nhiều thời gian để tự ôn ở nhà. Những ngày này, tại nhiều trung tâm luyện thi, các ca học được bố trí nhiều hơn, đáp ứng nhu cầu của học sinh trong những ngày chạy đua nước rút. Gần như tôi và các thầy cô giáo khác cũng tập trung vào cái việc là tổng ôn kiến thức, các cái kiến thức ở tất cả các chương từ đầu năm đến giờ, và đặc biệt là những cái dạng mà giáo viên thấy học sinh hay bị mắc lỗi sai, hay bị quên cái phần kiến thức đó thì giáo viên sẽ tổng hợp lại bằng những cái đề tổng ôn của các câu hỏi đấy. Và khi mà các em được ôn tập lại thì đúng thật cũng có những em học sinh là đã quên mất phần kiến thức đấy. Tuy nhiên thì trước đó là các em cũng được học và ôn rồi, nên là khi việc nhắc lại tổng ôn các em cũng nhớ và làm lại rất là nhanh. Đây là lứa học sinh chịu nhiều ảnh hưởng nhất do dịch bệnh COVID-19. Trong giai đoạn nước rút, ngoài học ở trường, học thêm, các em cũng lên kế hoạch tăng thời gian tự học, ngủ muộn và dậy sớm hơn. Em cũng có một chút áp lực nhưng mà em vẫn phải giữ cho mình tâm thế thoải mái để chuẩn bị cho kỳ thi. Buổi sáng em thức dậy tầm 5 giờ để em học văn. Còn tối thì sau khi học ở trường 6 giờ thì 7 giờ em ngồi bàn học và học các môn là 1 tiếng cho lý, 1 tiếng cho hóa, 1 tiếng cho toán, còn lại là cho anh và cho sinh. Trong cái giai đoạn này thì em đã dồn toàn bộ thời gian của mình để học tập trên lớp và tiếp thu những kiến thức mà các thầy cô đã dạy cho chúng em. Đồng thời về nhà em cũng dành nhiều thời gian để học nhóm, học thêm và em vẫn quan tâm đến sức khỏe của mình để tạo cho mình một tinh thần thoải mái và tâm thế tích cực nhất. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang đến gần. Bên cạnh việc chuẩn bị kỹ kiến thức, gần 1 triệu học sinh cần giữ sức khỏe tốt, tâm lý vững vàng để làm tốt bài thi và sẵn sàng đón nhận kết quả. Ngày 29 tháng 6, Bộ Công an đã tổ chức lễ tổng kết trao giải Hội thi lái xe giỏi và an toàn trong lực lượng cảnh sát giao thông năm 2022. Hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe, xử lý các tình huống trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và dẫn đoàn. Sau gần 2 tháng vừa tập luyện vừa thi đấu, hội thi đã kết thúc thành công.
Ban tổ chức đã tổ chức hai vòng sơ loại với sự tham gia của 320 thí sinh đến từ 64 đội thi. Các thí sinh phải trải qua các phần thi hiểu biết pháp luật về giao thông đường bộ, kỹ năng điều khiển phương tiện, hiểu biết về cấu tạo và sửa chữa thông thường, kỹ năng xử lý tình huống khi thực hiện nhiệm vụ. Ban giám khảo đã chọn ra 16 đội với 80 thí sinh có thành tích tốt nhất để dự thi vòng chung kết. Kết quả, đội tuyển công an tỉnh Bình Phước đạt giải nhất toàn đoàn. Thưa quý vị, hơn một thế kỷ qua, dẫu cho bao thăng trầm biến cố, cầu Long Biên vẫn luôn là một trong những dấu ấn lịch sử đặc biệt của thủ đô Hà Nội. Hiện mặt đường cầu Long Biên đang sụt lún xuống cấp. Theo các chuyên gia, việc khắc phục những lỗi phát sinh, duy tu hàng ngày không đủ để giữ lại công trình có giá trị lịch sử, di sản và kiến trúc đặc biệt này, mà cần phải được bảo tồn và có một kế hoạch phục hồi tổng thể. Cầu Long Biên với hơn 120 năm tuổi được biết đến như một biểu tượng của Hà Nội, một chứng nhân lịch sử chứng kiến những thăng trầm của thủ đô. Đường xây dựng cách đây hơn một thế kỷ, sự xuống cấp ngày càng thấy rõ khi mới đây chỉ trong vòng một tháng, cầu Long Biên đã xảy ra tới hai lần thủng mặt cầu gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại. Trong cái tâm trí, trong cái tình cảm của người Hà Nội xưa và bây giờ, cầu Long Biên vẫn là những cái không thể quên được. Cho nên rất cần phải sửa, cần phải làm đẹp. Nhưng làm đẹp phải nguyên bản, sửa chữa lại nhưng phải giữ được cái vẻ đẹp gốc của nó. Trước thực trạng xuống cấp của cầu Long Biên hiện nay, các chuyên gia cho rằng việc đầu tiên và quan trọng nhất vẫn là chống sập bằng cách kiểm tra lại toàn bộ phần cầu cũ nguy hiểm, có thể giảm luồng đường, tránh những tấm bê tông có thể rơi xuống, gây nguy hiểm không chỉ cho người đi trên cầu mà cả tàu thuyền ở dưới sông. Công việc tiếp theo đó là khẩn trương tiếp quản dự án của chính phủ đã giao cho thành phố Hà Nội để nghiên cứu làm lại đường sắt số 1 qua cầu Long Biên từ ga Hà Nội tới Yên Viên. Hiện nay có 9 nhịp cũ thì ta có thể là bảo tồn bằng cách là ta sẽ gia cố, thay thế, thậm chí phải thay thế để giữ lại cái dáng vẻ đúng như ban đầu, đúng cái bản gốc của cái cầu Long Biên. Thế còn cái phần nhịp mà hiện nay ta đang dùng các dầm UKM, dầm quân dụng tạm thì ta có thể thay thế, hiện nay trong cái dự án mà đang trình thì thay thế bằng một kết cấu cũng cái dáng hình như của thời Pháp nhưng mà bằng kết cấu thép hiện đại và nâng lên 3,2 m để đảm bảo giao thông đường thủy. Để mà bảo tồn cầu Long Biên theo nguyên dạng thì có rất nhiều vấn đề là cần phải tiếp cận với nó, từ không phải chỉ là sắt thép, không chỉ là hình dáng của kết cấu sắt thép mà kể cả nền móng, kể cả kết cấu và quan trọng hơn tất cả đấy là tính thích dụng của nó. Cái khả năng mà nó vừa là một cái nhân chứng bảo tồn của một lịch sử đô thị nhưng chính nó lại tham gia cái hoạt động của đô thị hàng ngày thì nó mới thực sự là được bảo tồn. Ngoài việc bảo tồn di sản, việc đảm bảo giao thông đi lại cho người dân giữa hai đầu cầu cũng rất quan trọng. Do vậy, việc bảo tồn di tích cầu Long Biên không nên quá máy móc, bảo tồn ngay một lúc. Thay vào đó, tùy thuộc vào mục đích sử dụng có thể tạo ra sự linh hoạt, vừa gìn giữ quá khứ, vừa đảm bảo lợi ích của cuộc sống hiện tại. Chúng ta cần phải linh hoạt trong câu chuyện này, không nên máy móc vào cái câu chuyện là bảo tồn nó ngay một lúc để có một cái chuẩn nhất có thể và cho một mục đích duy nhất có thể. Mà chúng ta cần phải tạo ra một cái sự linh hoạt này để từ đó thì chúng ta thấy được cái sự khả thi trong việc bảo tồn di sản, vừa là giữ gìn quá khứ, giữ gìn những cái giá trị mà chúng ta mong muốn là tôn vinh, nhưng đồng thời cũng đảm bảo những lợi ích cho cuộc sống hiện tại. Các chuyên gia cũng cho rằng cho dù phương án nào cũng phải bảo tồn nguyên vẹn giá trị di sản cầu Long Biên với cảnh quan bầu trời, sông nước, bãi bồi và không gian công cộng. Giá trị di sản đô thị được nhìn nhận trong quan hệ với các thành phần khác để tạo ra một tổng thể luôn luôn thích nghi, vì vậy phải can thiệp để nó bền vững với thời gian. Trong phần tiếp theo của chương trình, người dân yêu cầu làm rõ có hay không việc chiếm đoạt đất công thành đất tư. Cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng diễn ra trên toàn cầu. Thưa quý vị, mới đây hơn 76 hộ dân thôn Khuôn Khê, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã gửi đơn kiến nghị đến Ban Dân Nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phản ánh về việc một số cán bộ Ủy ban Nhân dân xã và Ủy ban Nhân dân của huyện nhiệm kỳ 2010-2015 đã làm sai lệch hồ sơ chiếm đoạt hơn 2 hectare đất của Hợp tác xã Phúc Ứng thời bấy giờ để phân lô bán nền. Thậm chí Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương đã cấp sổ đỏ cho một số lô đất trong khu vực lấn chiếm này. Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã đến địa phương để tìm hiểu về vụ việc này.
Đây là khu đất rộng hơn 2 hectare, mà theo phản ánh của tập thể hơn 76 hộ dân thôn Khuôn Thê thì khu đất này thuộc sự quản lý của hợp tác xã Phúc Ứng trước đây. Khi hợp tác xã dừng hoạt động đã bị một số cá nhân lấn chiếm, xây dựng nhà cửa và các công trình kiên cố. Vào thời điểm năm 2013, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã cấp một loạt sổ đỏ trong diện tích đất lấn chiếm cho các hộ gia đình ông Vi Văn Đồng, ông Vi Văn Chiến và ông Nguyễn Văn Thành. Sau đó, các hộ gia đình này đã phân lô bán nền cho nhiều người khác khiến người dân bức xúc. Đất đồi mỡ này là thuộc tài sản của nhà nước, nghe chưa? Đây là thuộc tài sản của ủy ban của hợp tác xã nông nghiệp cũ, cán bộ địa chính đã làm sai sự thật, nghe chưa? Cấp sổ bề đỏ cho nhiều người chiếm dụng đất của tài sản của nhà nước mà tôi cũng đã nhiều lần đi kiến nghị từ tỉnh xuống huyện nhưng không trả lời. Giai đoạn 2013 là lý do không biết như thế nào chú anh nội Hoàng Công Đội địa chính xã là không biết là với anh Đồng làm ra làm sao mà hợp lý hóa để mà cấp cái sổ bìa đỏ này cho các cái hộ gia đình. Bà con nhân dân yêu cầu với là các cơ quan chức năng tức làm sáng tỏ vấn đề này ra, tức là đất của tập thể phải trả về cho tập thể. Thế còn cán bộ làm sai thì phải xử lý theo pháp luật của nhà nước. Để làm rõ có hay không việc tự ý lấn chiếm đất công thành đất tư, như người dân phản ánh, chúng tôi đã làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Ứng. Hiện nay thì các cơ quan chức năng của huyện cũng đang xem xét cái nội dung đơn tố cáo đối với công chức địa chính của xã trong cái việc mà lập các cái hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận cho hộ Vi Văn Đồng cũng như là liên quan đến cá nhân đồng chí công chức địa chính, thì cái nội dung này là hiện nay ủy ban huyện đang xem xét xác minh giải quyết. Chưa thỏa mãn với câu trả lời trên, chúng tôi đã tìm gặp ông Đinh Văn Hiền, hiện đang là bí thư đảng ủy xã và cũng là chủ tịch ủy ban nhân dân xã Phúc Ứng tại thời điểm xảy ra sự việc trên. Tại buổi làm việc, ông Hiền khẳng định tại thời điểm đó toàn bộ khu đất vẫn trực thuộc hợp tác xã Phúc Ứng quản lý. Toàn bộ cái khu này mình cứ hiểu nó khu này là đồi mỡ đi. Đúng rồi. Của hợp tác xã là những đối mình vẫn đang hợp tác xã đang quản lý. Trong cái thời điểm anh làm chủ tịch xã như vậy thì có cái quyết định hay là có cái nghị quyết hay có cái quyết định nào của Hội đồng nhân dân hay là của ủy ban nhân dân tỉnh gửi xuống để mà thay đổi cái hiện trạng đất không? Tại thời điểm đấy anh khẳng định lại với em. Tiến hành đối chiếu thông tin tại sổ mục kê của ủy ban nhân dân xã Phúc Ứng thì cũng không tìm được bất kỳ thông tin nào liên quan tới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Vi Văn Đồng. Dư luận đặt câu hỏi làm thế nào mà một khu đất của nhà nước rộng lớn tới hơn 2 hectare lại được cấp sổ đỏ cho một số hộ gia đình phân lô bán nền, trong khi không hề có bất kỳ chủ trương hay quyết định nào của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Việc cưỡng chế phá dỡ hơn 70m² diện tích căn nhà 5 tầng tại địa chỉ 82 và 84 đường Láng còn khiến cho người dân đặt câu hỏi cho sự khuất tất không chỉ diện tích đất được người dân mua bán trao tay, có xác nhận không tranh chấp của doanh nghiệp. Để làm rõ nội dung mà người dân khúc mắc đặt câu hỏi, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có buổi làm việc với chính quyền địa phương của phường Ngã Tư Sở và đội trật tự xây dựng quận Đống Đa. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Ngã Tư Sở thừa nhận do các bên cung cấp hồ sơ chưa đúng với thực tế. Và trong quá trình bàn giao thì ở đây thì cũng trao đổi với đồng chí là kể cả bên chỗ đơn vị công ty điện tử Ánh Sao rồi bên chủ nhà thì đã có những cái cung cấp hồ sơ không đúng gây cho khó khăn trong việc xác minh. Và vấn đề này thì tôi sẽ tiếp tục kiến nghị với cả các cơ quan chức năng của quận và thành phố. Bên cạnh đó, khi phóng viên yêu cầu chính quyền địa phương, đội thanh tra xây dựng quận Đống Đa cung cấp bản gốc mốc giới, hồ sơ lưu trữ gốc của phường, của quận về thửa đất của các hộ gia đình ở 82-84 đường Láng cũng như của công ty Ánh Sao, nhưng Ủy ban nhân dân phường lại trả lời không thể cung cấp. Cái phần này thì nó sẽ liên quan đến cái trách nhiệm của Sở Tài nguyên Môi trường. Sau khi mà thực hiện cái phá dỡ xong thì Sở Tài nguyên Môi trường sẽ có cái phối hợp, và đây chúng tôi chính quyền địa phương cũng chỉ là công tác để chứng kiến cái việc mà bàn giao mốc giới cũng có mốc giới của Sở Tài nguyên Môi trường. Tuy nhiên, theo luật sư Phan Minh Thành, việc cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng mà chưa có văn bản kiểm đếm và được các hộ dân đồng thuận như vậy là không đúng quy định của pháp luật. Để mà thực hiện cưỡng chế một cái công trình bất luận là vi phạm hay không vi phạm thì công việc đầu tiên đó là phải thực hiện cái việc là thông báo cho các đồng sở hữu, tiến hành cái việc kiểm đếm, sau đó thì tiến hành cái việc đánh giá cái công trình liền kề để xem là cái việc mà cưỡng chế này nó có ảnh hưởng đến những cái công trình hợp pháp khác không. Cái việc mà ủy ban phường và quận không gửi cái phương án
cưỡng chế kiểm đếm cho chúng tôi, cũng như là không gửi cái phương án bồi thường thiệt hại đến cho chúng tôi cưỡng chế một cách vội vã, thiếu minh bạch. Như vậy là vi phạm pháp luật, vi phạm cái quy trình kiểm đếm và có cái dấu hiệu là cố ý làm hư hỏng cái tài sản người khác được quy định tại cái điều 178 của luật hình sự. Để góp phần làm sáng tỏ nội dung có liên quan, phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam đã đến văn phòng công ty Ánh Sao để đăng ký làm việc. Tuy nhiên, đã hơn nửa tháng trôi qua nhưng vẫn không nhận được hồi đáp của công ty này. Đâu là sự thật của những khuất tất này, có tranh chấp hay không, lịch sử mảnh đất này như thế nào, vướng mắc gì về pháp lý và luật đất đai, phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam đã liên hệ với Sở Tài nguyên Môi trường của thành phố Hà Nội và đang chờ câu trả lời. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vàng Xeo Trắng và 22 bị cáo khác phải tạm hoãn. Phiên xét xử bị hoãn theo yêu cầu do luật sư của bị cáo bị ốm không thể tham dự phiên tòa. Trước đó, truyền hình Quốc hội Việt Nam đã thông tin Vàng Xeo Trắng bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép ma túy vào đầu tháng 3 năm 2021. Do có tiền sử bệnh lý, Vàng Xeo Trắng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, lợi dụng sơ hở, bị can bỏ trốn. Quá trình lực lượng công an vây bắt, kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm Vàng Xeo Trắng và hai người đi cùng phát hiện thêm hai bánh ma túy. Các đối tượng đã dùng hung khí chống trả lại lực lượng chức năng. Phiên tòa xét xử bị cáo Vàng Xeo Trắng và 22 bị cáo khác sẽ mở lại vào ngày 12 tháng 7 tới. Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm 2022, dù quỹ đạo phục hồi kinh tế đang bước vào bứt phá, thế nhưng thành phố Đà Nẵng chỉ xếp thứ 28 trên 63 tỉnh thành về tốc độ tăng GDP và xếp thứ 4 trên 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, cũng có tới gần 2.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Đây là một trong những số liệu đáng chú ý được Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng công bố trong buổi họp báo sáng ngày 29 tháng 6. Tốc độ tăng GDP của Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2022 là 7,23%, xếp thứ 2 trong 5 địa phương trọng điểm miền Trung và sau Quảng Nam. Có 2.257 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thành lập mới. Tuy nhiên, số doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh xin tạm ngừng hoạt động là 2.467 doanh nghiệp, tăng 36,6%. Doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động, hoàn tất thủ tục giải thể và xin rút lui khỏi thị trường là 312. Với nguyên nhân chủ yếu do thiếu hụt lao động, giá nguyên vật liệu và giá xăng dầu tăng cao. Một dấu hiệu lạc quan là số doanh nghiệp tạm dừng đã quay trở lại hoạt động là 1.620 doanh nghiệp, tăng 48,2% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, trong tổng nguồn vốn khu vực nhà nước, vốn ngân sách nhà nước chiếm hơn 56%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước và tiến độ thực hiện còn rất chậm. Về thu hút đầu tư nước ngoài, thành phố có 17 dự án FDI cấp mới chứng nhận, riêng vốn đăng ký chỉ bằng 4,7% cùng kỳ năm ngoái. Bộ Công Thương cho biết giá xăng nhập khẩu từ Singapore đang rất mạnh, đã mở ra kỳ vọng giảm giá xăng trong kỳ điều chỉnh tới vào ngày 1 tháng 7. Cụ thể, thì Bộ Công Thương đã công bố giá xăng A95 nhập khẩu từ Singapore đang giảm mạnh chỉ có 152 đến 153 đô la Mỹ một thùng. Do đó, kỳ điều chỉnh xăng trong vài ngày tới có khả năng giá xăng sẽ giảm. Theo các chuyên gia, giá xăng nhập cũng dao động theo giá dầu thô toàn cầu. Vừa qua, giá dầu đã giảm nhiệt, không còn trên mức 120 đô la Mỹ một thùng, mà thường dao động ở mức 105 đến 111 đô la Mỹ một thùng. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Chính phủ Sri Lanka đang nỗ lực giải quyết thiếu hụt năng lượng trong cuộc khủng hoảng kinh tế. Các trường học và phần lớn nhân viên văn phòng đã chuyển sang làm việc trực tuyến để tiết kiệm năng lượng. Giới chức Sri Lanka cho biết nguồn dự trữ nhiên liệu cũng đang chạm đáy, vì vậy chính phủ đã áp lệnh ngưng bán nhiên liệu trong vòng 2 tuần từ ngày 27 tháng 6. Động thái này được đưa ra nhằm đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Chúng tôi gặp vấn đề trong việc phân phối cho các dịch vụ thiết yếu, số dự trữ hạn chế của tập đoàn xăng dầu. Nội các quyết định rằng đến ngày 10 tháng 7, chỉ các dịch vụ thiết yếu mới hoạt động và các dịch vụ khác sẽ tạm ngừng hoạt động. Còn tại Pakistan, biến đổi khí hậu khiến cho thời tiết nóng bức kéo dài, đỉnh điểm chạm ngưỡng 51 độ C. Điều này khiến cho nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tăng mạnh để hạ nhiệt, trong khi giá điện lại tăng cao. Thực trạng mất điện triền miên dần trở nên phổ biến. Tại đây, điện dân dụng chủ yếu được sản xuất từ các nhà máy chạy bằng khí đốt tự nhiên nhập khẩu. Mặc dù vậy, chính phủ Pakistan hiện nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận mới để nhập khẩu khí hóa lỏng tự nhiên với giá thấp hơn. Tại khu vực châu Mỹ, Argentina cũng đang trải qua những khó khăn tương tự khi lạm phát kinh tế đạt mức kỷ lục. Các tài xế xe tải Argentina trên toàn quốc đã có phản ứng mạnh mẽ trước tình trạng thiếu hụt và tăng giá nhiên liệu diesel. Thực trạng này khiến nguồn thu nhập của họ không đảm bảo duy trì cuộc sống. Trước tình hình đó, chính phủ Argentina đã tăng hàm lượng diesel sinh học cần thiết trong hỗn hợp diesel, giúp giảm bớt tình trạng thiếu nhiên liệu động cơ công nghiệp.
Tại châu Âu, Hà Lan, Đức, Italia và Áo đã tái vận hành các nhà máy nhiệt điện than để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Trước đó, tập đoàn khí đốt Nga Gazprom thông báo đã giảm 60% nguồn cung cấp qua đường ống Nord Stream 1 vì lý do kỹ thuật. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đã có giải pháp khẩn cấp để đối phó với tình hình, bao gồm các biện pháp tiết kiệm năng lượng và ưu tiên những ngành công nghiệp cần khí đốt cấp thiết nhất. Để giảm lượng khí thải carbonic, EU đã cam kết giảm ít nhất 55% lượng khí phát thải trong năm 2030. Thảm kịch phát hiện 46 thi thể của người vượt biên trái phép trong một container bị bỏ lại ở ngoại ô thành phố San Antonio, bang Texas vào ngày 27 tháng 6 vừa qua đã gây rúng động trên toàn nước Mỹ. Cơ quan chức năng cho biết đã bắt giữ được nghi phạm liên quan đến vụ việc để điều tra làm rõ. Giới chức thành phố San Antonio của bang Texas đã tìm thấy các thi thể chất đống bên trong một chiếc container ở vùng ngoại ô. Theo đó, 16 người khác được tìm thấy bên trong xe kéo đã được đưa tới bệnh viện điều trị vì kiệt sức, trong đó có 4 trẻ vị thành niên. Tính tới nay, số người tử vong trong vụ việc đã lên tới 51 người, 5 người đã không qua khỏi tại bệnh viện. Quốc tịch của các nạn nhân vẫn chưa được xác định. Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan, bao gồm cả tài xế. Tôi muốn bày tỏ lòng thương tiếc tới 51 người nhập cư xấu số. Tôi cho rằng, thay vì chi ngân sách cho chương trình an ninh biên giới, chính quyền bang Texas nên sử dụng những khoản tiền đó để giúp đỡ những người nhập cư. Trong những tháng gần đây, chứng kiến một số lượng kỷ lục người di cư vượt biên tại biên giới Mỹ-Mexico, điều này đã làm dấy lên những phản ứng về các chính sách nhập cư của chính phủ Mỹ. Phần cuối của chương trình sẽ là một số thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Một vụ cướp đã xảy ra tại ngân hàng British Columbia ở Canada. Ngay sau đó, cảnh sát địa phương đã bắn hạ 2 kẻ khả nghi, vụ việc khiến 6 sĩ quan bị thương. Người dân khu vực gần đó đã được sơ tán sau khi cảnh sát phát hiện ra một thiết bị nổ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết ông đã bị sốc trước vụ bạo lực này. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Tại thành phố Mumbai, Ấn Độ, một tòa nhà dân cư 4 tầng bị sập khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, nhiều người hiện vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã xuất hiện để xử lý hiện trường và giải cứu những người bị thương. Bạo loạn trong một nhà tù ở Tulu, miền Tây Colombia đã xảy ra dẫn đến một vụ hỏa hoạn. Ít nhất 51 tù nhân thiệt mạng sau khi ngọn lửa bùng phát. Vụ việc lần này được đánh giá là một trong những vụ bạo lực tồi tệ nhất gần đây tại quốc gia này. Ước tính, trại giam hiện có khoảng 1.300 phạm nhân.